Vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Xin chào tất cả anh em. Thì đầu xuân năm mới, ô tô Cotton Hải Phòng cũng xin chúc tất cả quý vị và các bạn, xin chúc tất cả anh em một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào. Thì hôm nay là ngày mùng 8 âm lịch, cũng là ngày cũng là hết Tết rồi. Thì em bắt đầu quay lại làm việc. Đấy, thì đây là cái video đầu tiên của năm 2019. Em sẽ quay một chiếc xe cho quý vị và các bạn. Anh em nào có nhu cầu về mẫu xe này thì hãy alo trực tiếp cho mình. Thì hiện tại ô tô Cotton Hải Phòng chuyên mua và bán tất cả các dòng xe từ 2 đến 8 chỗ, tầm tiền từ dưới 500 triệu. Đấy. Anh em nào có nhu cầu mua hoặc bán, trao đổi xe ô tô thì là hãy liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại 081 666 2386 và 0989 711 706. Thì trước màn hình quý vị và các bạn đây, đó là một chiếc Daewoo Gencha sản xuất 2009, xe tư nhân, không taxi dịch vụ gì. Màu bạc biển 99. Đấy. 11748. Anh em nào có nhu cầu về mẫu xe này hay đang tìm kiếm về chiếc xe hai đầu sedan có giá tiền dưới 200 triệu thì hãy alo trực tiếp cho mình. Hoặc quý vị và các bạn có thể đăng ký và like kênh trực tiếp cho mình để nhận được nhiều mẫu xe cũng như nhiều thông tin chi tiết về chiếc xe. Thì mình sẽ đi qua một vòng về tổng quan của chiếc xe này. Thì nói chung là đối với chiếc xe này, sơn si của nó thì anh em không phải làm một cái gì. Sơn si của nó còn rất là đẹp. Nước sơn zin của nó còn được đến 80%. Còn đâu về tuốt tắt lại đối với dòng xe cũ này thì là mình không thể tránh khỏi được. Đấy. Rất là đẹp. Lốp của nó cũng còn khá là mới. Anh em cứ thoải mái để đi. Đấy. Thì em đang chờ bán chiếc xe này với giá tiền là 179 triệu đồng. Bao rút hồ sơ và không bao vận chuyển cho anh em ở xa. Đấy, bên mình có trách nhiệm rút hồ sơ. Đấy. Thì đây là một mẫu sedan mà có thể nói là bán chạy nhất của cửa hàng em năm 2018. Đấy. Anh em nhìn thấy form xe của nó cũng rất là cứng cáp. Tất cả những cái ốp đèn phanh, đèn pha đã được ốp mạ chrome rất là sáng. Cái bóng đèn này thì có thể là hơi mờ, thì mình có thể thay đi hoặc là có thể đánh bóng lại như bên đây. Để anh em nhìn đấy. Thì qua Tết nên em chưa dọn nên là cũng chưa có cái gì xe nguyên bản. Anh em nào thích thì hãy alo trực tiếp cho mình. Để lắp bình xăng này cũng được ốp mạ chrome. Nốp nát sơn si của nó khá là ok rồi. Anh em có nhu cầu về mẫu xe thì hãy alo trực tiếp cho mình. Thì chỉ với 179 triệu đồng, anh em đã có một mẫu xe sedan hai đầu sản xuất 2009. Đấy, để đi thì cũng khá là hợp lý cho anh em. Đăng kiểm của chiếc xe thì cũng còn đến tháng 11 năm 2019. Cũng rất là lâu, rất là dài. Đối với nội thất của chiếc xe thì đối với dòng này, nội thất của nó thì cũng rất là đẹp, rất là sang trọng. Đấy, rất là sạch sẽ này, nhìn thì rất là bắt mắt. Đấy, anh em này, chân nỉ bọc ni lông bên ngoài rất là sạch sẽ này. Thì đối với dòng này thì chạy rất là lành. Đấy, rất là rộng rãi. Anh em không phải suy nghĩ gì về cả chất xe, chất máy của dòng này cả. Máy móc của nó cũng rất là chưa ok. Cốp kiếc, nốt dự phòng còn nguyên anh em nhé. Đấy. Loa này, loa trầm. Một chiếc Daewoo Gencha không taxi dịch vụ nên là rất là cứng xe. Đấy, anh em thoải mái. Đấy. Nội thất của nó đấy, rất là đẹp. Xe đã được trang bị màn hình DVD. Đấy, và cam lùi của nó rất là đầy đủ. Anh em nhìn thấy cái bô lăng này. Đấy, là biết là xe chạy nhiều hay chạy ít này.
rất là đủ đủ này. Màn hình DVD và cam lùi nhé, cam lùi vẫn hoạt động bình thường anh em nhé. Bây giờ mình sẽ đè máy lên để cho anh em xem chất xe của chiếc xe này như nào. Đây là tổng quan khoang máy của chiếc xe này. Đấy, anh em nhìn thấy máy móc của nó này. Máy móc thì vùng biển Vĩnh Chín này là trên Bắc Linh, nên là có rất nhiều đồ đất đỏ nên là đất nó bắn vào đây. Đấy, anh em nhìn thấy khoang máy đấy. Máy lổ rất là êm, chỉ nghe tiếng dây kêu loa thôi anh em nhé. Điều hòa rất là mát, chung là chạy gầm bệ chắc lịch. Thì đối với chiếc này thì em đang chào bán với giá tiền là 179 triệu đồng cho anh em, bao rút hồ sơ và không bao vận chuyển. Đấy, máy móc của nó anh em không phải suy nghĩ gì, cam kết cho anh em là không đâm đụng nặng, không ngập nước, còn nước xước sát va quẹt thì đã tỉa sơn lại, thì cái đấy là không thể tránh khỏi đối với chiếc xe cũ. Đấy, thì anh em có nhu cầu thì về mẫu xe này thì hãy alo trực tiếp cho mình qua số điện thoại 081 666 2386 hoặc 0989 711 706. Vâng, ô tô Cô Tuấn Anh Hải Phòng xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Xin chúc quý vị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng. Vâng, xin chào và hẹn lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.